Xin kính chào các thượng đế. Bây giờ là 11 giờ 45 phút. Hôm nay là thứ bảy ngày mùng 9 tháng 12 năm 2023. Báo cáo với lại các thượng đế. Combo băng cassette mình lên sóng buổi sáng ngày hôm nay đã được một người anh em có cái bụng tốt ở đất Quan Họ. Đó là Bắc Ninh. Địa chỉ của người anh em ở Tương Giang, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đây là mã số của đơn hàng. Trân trọng cảm ơn người Quan Họ người quan họ đủ tiêu chuẩn để chúng ta biểu dương vì người quan họ đã thực hiện cái quyền đó là được chuyển tóc ngay và luôn trân trọng cảm ơn thì có một cơ số thượng đế trần văn chốt nữa ví dụ như ngài thượng đế ở địa chỉ thôn mỹ dương xã vĩnh hồng huyện bình giang tỉnh hải dương cũng đã trần văn chốt linh kiện về radio cassette Đấy ngài thượng đế lại tiếp tục Trần Văn Chốt linh kiện radio cassette ở xóm 1 xã Kim Tân, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Và điều đặc biệt là hân hạnh được phục vụ một sư phụ đã ở cái ngưỡng nhân sinh thất thập cổ Lai Hy. Sư phụ ở địa chỉ thôn An Tiên, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Sư phụ đã trần văn chốt băng cassette cũng như dây cu roa. Đấy, đây dây cura bản vuông và một cái dây cura bản dẹt và năm cuộn băng cassette để trân trọng cảm ơn sư phụ chúc sư phụ coi như thế là sáng cái con mắt chặt cái đầu gối còn bây giờ trân trọng giới thiệu tới các thượng đế trên giải chữ S 10 chiếc loa đài Sony model CFS 1000 SC những chiếc loa này trông như thế này thôi thế nhưng mà nó vẫn đang nói bình thường vừa rồi đã phải dùng cái thằng cu qua này để kiểm tra nhá đấy thế còn trước khi gửi đi thì mình sẽ đưa vào mình test ra âm thanh nếu mà cái nào mà nó mà rẻ uh, thì phan đình đáp mình sẽ đổ cho cái khác vào cho nó hết rẻ đương nhiên loa này cũng thế và loa hàng tỷ đồng cũng vậy nếu như mở hết công suất thì đương nhiên là không nghe được hay nói cách khác là nó rẻ nhá bản chất cái loa đài Sony 1000S thì nó, nó cũng không thể coi như là nói nửa bản nghe thấy được nha nó chỉ nói ở trong nhà mở đài ở ngoài nhà ngoài thì ở trong buồng nghe thấy thôi nha nếu mà buồng mà lại còn buồng cửa kính thì cũng không nghe thấy được cái cái loa này nó cũng nói bé nhưng nó cũng không nói to như cái Sony 710 hay là Sony 1110 nha Đấy. mình thanh lý với một mức thóc đệ nhất thiên hạ rẻ cho 10 chiếc loa đài Sony 1000S như thế này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 chiếc nhá, yeah. 10 chiếc. Bây giờ chúng ta xoay từng chiếc một. Quan trọng là cái nước xi si măng ở bên trên này thôi. Thế còn cái lưới này thì mình sơn lại đánh vệ sinh sạch đẹp thì sơn lại đầy nước xi si măng này. Đấy. Đây nước xi si măng này. Nước xi si măng này đây nước si mạ này Đấy. đây nước si mạ này cái loa này ở bên trong nó còn bẩn cái gì đây này Đấy. Này. nước si mạ này đây là nước si mạ đây quan trọng mỗi nước si mạ này thôi còn cái lưới này thì mình vệ sinh sạch đẹp đi xong là mình sơn đen vào có cái này thì nước si mạ kém rồi này Đấy. Đây, nước xi si mạ này Ở đằng sau cũng vậy Nói chung là cái đám thùng 10 10 cái loa này không bị vỡ nứt một cái nào cả nhá. Không bị vỡ nứt Ngắn gọn vào vấn đề để các thượng đế Trần Văn Chốt Trân trọng gửi tới các thượng đế với một mức thóc Đã được phần mềm chuyển đổi từ thóc sang Việt Nam Đồng Để cho nó dễ giao dịch Nha 50.000 đồng một cái 10 cái là 500.000 đồng Nếu như đến tận nơi lấy Thế còn các thượng đế mà không đến được tận nơi Mình gửi hàng đi Thì 580.000 đồng 80.000 đồng là tiền thùng xốp mới Nói không với thùng xốp cũ Vì tận dụng cái thùng xốp cũ cũng không thể khá lên được Không thể đổi đời được Cứ thùng xốp mới mà chơi Cổ nhân dạy rồi nghề chơi nó rất công phu Khi mà hiểu được cái câu nghề chơi nó rất công phu Thì không không bao giờ chơi thùng xốp cũ cả cứ thùng số mới mà chơi nha đấy. là cái quan điểm của người nông dân nha thế còn với người khác không biết thì cũng để làm gì để tránh để lại những cái lời bình luận nhảm nhí trên kênh youtube của mình nhằm gây mất đoàn kết nha nếu mà để lại những cái lời đấy nhiều khi mình lại lại, lại nhầm tưởng sang là những đối tượng bên kia chiến tuyến ngay đấy nha đấy năm trăm tám đồng không bao gồm phí ship vận chuyển bóc tách ra 80.000 tiền thùng xốp thì chỉ còn có 50.000 cả loa cả vỏ bởi vậy các đồng chí mà Trần Văn Chốt thì cũng không nên mặc cả, không nên trả giá nữa. Một mức thóc không thể rẻ hơn được cho 10 chiếc loa đài Sony 1000S. Xin phép dừng video ở đây. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Thân ái, chào tạm biệt. Xin chào.